kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Hội nghị sơ kết 5 năm và nhân điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện chỉ thị số 09 của Ban Bí thư. Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức 6 lớp tập huấn công tác xây dựng Đảng. Sông 4 Hải Bắc khánh thành đền thờ Đức Thánh Trần và phủ mẫu Quần Phương. Chi bộ phòng Quân Phương tổ chức lễ trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Các đồng chí lãnh đạo huyện đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp. Xã Hải Quang tổ chức khai trương trang thông tin điện tử, bàn giao công trình đường trục xã. Và một số tin đáng chú ý khác. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự người sáng chế máy vo viên bánh nhãn và vo viên thuốc bắc. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 19 tháng 9, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm và nhân điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Về dự chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Trần Văn Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Tìm, Bí thư Huyện ủy. Trong 5 năm qua, thực hiện chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện đã chủ động xây dựng hệ thống các văn bản chỉ đạo, nhanh chóng tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ trên toàn huyện, đạt hiệu quả thiết thực. Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã xuất hiện nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến. Trong 5 năm qua, nhân dân và cán bộ huyện Hải Hậu được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương độc lập hạng nhất năm 2012, Chính phủ tặng thưởng cờ thi đua chính phủ các năm 2011-2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2012-2013. Ngoài ra, còn 280 tập thể cá nhân được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban ngành trung ương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng thưởng huân chương lao động các hạng bằng khen. 29 tập thể được tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc của cấp bộ và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trên 2.000 lượt tập thể cá nhân được Ủy ban Nhân dân huyện tặng giấy khen. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã biểu dương ghi nhận những kết quả trong 5 năm thực hiện chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương tại huyện. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn huyện trong thời gian tới, các đồng chí đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở, thủ trưởng các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện cần tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ giải pháp, trong đó tập trung vào giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện chỉ thị 09 của Ban Bí thư Trung ương nhằm nâng cao ý thức tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên và nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự, phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương. Tiếp tục đổi mới nội dung phương pháp hoạt động, đa dạng hóa các hình thức tổ chức lực lượng quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự nơi công tác và cư trú. Các ban ngành đoàn thể mặt trận Tổ quốc và các xã thị trấn tiếp tục cụ thể hóa các chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phát động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên tham gia. Cũng tại hội nghị đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh, huyện cho các tập thể và cá nhân trong 5 năm và nhân điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện chỉ thị số 09 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Để nâng cao hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng trong huyện, từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 9, tại các xã Hải Trung, Hải Long, Hải Hưng, Hải Thanh, Hải Lý và xã Hải Xuân, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức 6 lớp tập huấn công tác xây dựng đảng cho các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã và bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Về dự và chỉ đạo tại các lớp tập huấn có các đồng chí trong Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy. Trong thời gian 2 ngày tại các lớp tập huấn, các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng đảng của huyện đã phổ biến đến các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ xã và bí thư các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở những vấn đề liên quan đến công tác xây dựng đảng như công tác tổ chức, công tác tuyên giáo, công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật trong đảng. Trong đó chú trọng đến công tác dân vận khéo,
vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia công tác dân vận, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nông thôn mới bền vững và phát triển, hướng dẫn cho các học viên những điểm mới trong quy định số 29 về thi hành điều lệ đảng, những nội dung chính trong công tác phát triển đảng viên và kết nạp đảng, hệ thống tổ chức của đảng và hướng dẫn sinh hoạt chi bộ. Bên cạnh đó, các tài liệu liên quan như điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, văn kiện Hội nghị Trung ương 3 khóa 12, hướng dẫn số 01 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 và nghị quyết số 02 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 26 cũng được đồng chí trong các ban xây dựng đảng hướng dẫn cụ thể đến các học viên trong thời gian tập huấn. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Chi bộ Công thương huyện đã tổ chức trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng cho đồng chí Vũ Thế Dũng, trưởng phòng Công thương huyện. Đồng chí Vũ Thế Dũng sinh ngày 10 tháng 6 năm 1957 tại xã Hải Hà, được kết nạp đảng ngày 18 tháng 7 năm 1976 tại chi bộ Ban tham mưu Trung đoàn 42, Sư đoàn 9, Quân đoàn 4. Từ tháng 11 năm 1982 đến tháng 4 năm 1997 là cán bộ phó giám đốc bí thư đảng ủy xí nghiệp cơ khí Hải Hậu. Từ tháng 5 năm 1997 đến nay, đồng chí giữ chức vụ trưởng phòng công thương huyện. Trong suốt quá trình học tập công tác với các nhiệm vụ công việc, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được ngành quân đội tặng huy chương chiến sĩ giải phóng, được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua, được Ủy ban nhân dân tỉnh các bộ ban ngành tặng bằng khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt năm 2015, đồng chí được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen thành tích công tác từ năm 2010 đến năm 2014. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Văn Chiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã chúc mừng đồng chí Vũ Thế Dũng nhận huy hiệu 40 năm tuổi đảng. Đây không những là niềm vinh dự tự hào của bản thân đồng chí, của gia đình, mà còn là niềm vinh dự tự hào của cả chi bộ phòng công thương. Đồng chí mong đồng chí Vũ Thế Dũng tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, đi đầu của người đảng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ và có nhiều đóng góp cho hoạt động của ngành. Tại buổi lễ, đồng chí Vũ Thế Dũng cảm ơn sâu sắc đối với tập thể lãnh đạo chi bộ phòng công thương và các đồng chí đảng viên đồng nghiệp đã giúp đỡ đồng chí hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao và hứa sẽ tiếp tục cố gắng nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh. Sáng ngày 18 tháng 9 năm 2016, đồng chí Nguyễn Văn Tìm, Bí thư huyện ủy, đồng chí Trần Văn Trinh, Phó Bí thư thường trực huyện ủy đã về dự lễ khánh thành công trình trùng tu mở rộng đền thờ Đức Thánh Trần và phủ mẫu Quần Phương và đón nhận bằng Việt Nam Linh Thiêng Cổ Tự của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam. Đền thờ Đức Thánh Trần và phủ mẫu Quần Phương là một công trình kiến trúc nghệ thuật mang đậm nét văn hóa tâm linh, được xây dựng từ năm 1878. Trải qua 138 năm, ngôi đền gắn với lịch sử dựng nàng giữ đất và là minh chứng trong các cuộc kháng chiến chống thù trong giặc ngoài của xã Hải Bắc anh hùng. Đền thờ đã được các triều đại phong kiến tặng ba sắc phong cổ có giá trị về nội dung nghệ thuật vào các năm 1909, 1911 và 1924. Trải qua quá trình phong hóa của thời gian, ngôi đền đã xuống cấp nghiêm trọng, cần được trùng tu để giữ gìn di tích. Thể theo nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, sau nhiều năm xây dựng phương án bàn bạc thống nhất, cuối năm 2014, ngôi đền được Ủy ban nhân dân xã cho phép trùng tu mở rộng để duy trì di tích linh thiêng do các thế hệ tiền nhân đã xây dựng lên. Sau gần 2 năm trùng tu mở rộng, với sự tiến cúng của nhân dân trong xóm và con em quê hương trong xóm, ngôi đền đã hoàn thành như mong đợi của nhân dân với tổng số tiền trùng tu trên 3 tỷ đồng. Trong đó, tiền tiến cúng tượng và đồ thờ là 1,2 tỷ đồng, tiền xây dựng là trên 2 tỷ đồng. Với cấu trúc thờ tự chuẩn chỉ của cung thánh hậu cung phủ mẫu, cùng với ba sắc phong do triều đại phong kiến trao tặng, năm 2016, đền thờ Đức Thánh Trần và phủ mẫu Quần Phương vinh dự được Hiệp hội các tổ chức UNESCO Việt Nam cấp bằng Việt Nam Linh Thiêng Cổ Tự. Sáng ngày 20 tháng 9 năm 2016, các đồng chí Nguyễn Văn Tìm, Bí thư huyện ủy, Mai Văn Quyết, Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện cùng lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Trạm khuyến nông huyện đã đi kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Đến thời điểm này, giàn lúa mùa của huyện nhà đang trong giai đoạn chỗ bông và phơi màu, dự kiến chỗ tập trung đến ngày 25 tháng 9. Sau khi được phun trừ lứa sâu cuốn lá bảy vào ngày 14-15 tháng 9, thì giàn lúa mùa cơ bản đảm bảo an toàn. Một số ít diện tích ở một số xã thị trấn bị cháy lá, tuy nhiên không ảnh hưởng đến việc chỗ bông và phơi màu.
các giống Thiên Yêu 838, giống 8 đột biến và một số giống mới trồng khảo nghiệm tại xã Hải Trung, lúa chỗ đều, bông to, số lượng hạt trên bông lớn, hứa hẹn cho năng suất cao. Tại vùng chuyển đổi của xã Hải An, bà con nông dân đã thực hiện đa dạng cây trồng, luân canh cuối vụ và sản xuất rau theo hướng an toàn, có đơn vị thu mua rau nên bà con yên tâm sản xuất. Tại các nơi đến kiểm tra, các đồng chí lãnh đạo huyện biểu dương sự chỉ đạo tập trung của Ban Nông nghiệp các xã thị trấn đã tích cực tuyên truyền bà con nông dân, tổ chức phun thuốc phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đảm bảo an toàn cho dàn lúa. Các đồng chí mong rằng trong thời gian tới, các xã thị trấn và bà con nông dân trong huyện tích cực kiểm tra, theo dõi chặt chẽ diễn biến của sâu bệnh trên đồng ruộng, đảm bảo cho dàn lúa sinh trưởng và phát triển an toàn đến cuối vụ. Vùng trồng màu của các xã thị trấn tích cực sản xuất theo hướng an toàn, xây dựng thương hiệu chuỗi sản phẩm nông nghiệp an toàn, tạo uy tín cho nông sản Hải Hậu trên thị trường trong tỉnh và trên cả nước. Thưa quý vị, thưa bà con, cùng với các đơn vị khác trên địa bàn toàn huyện, thời điểm này, Ban Nông nghiệp xã Hải Sơn đang tập trung theo dõi phòng trừ sâu bệnh cuối vụ cho dàn lúa mùa năm 2016. Sau đây là ghi nhận của phóng viên đài chúng tôi. Vụ mùa năm nay, xã Hải Sơn gieo cấy 950 mẫu, trong đó lúa mùa sớm chiếm 5-7%, lúa chính vụ 10%, còn lại là lúa mùa chung. Trong thời gian qua, cán bộ và nhân dân trong xã đã tích cực kiểm tra và phun trừ sâu bệnh bảo vệ cho dàn lúa. Tuy nhiên, một số diện tích lúa mật độ sâu tuổi 1, 2, 3 vẫn còn cao. Sâu cuốn lá nhỏ lứa 7 diễn biến phức tạp. Lứa sâu kéo dài mật độ cao. Thời tiết không thuận lợi khiến bệnh khô vằn tiếp tục phát sinh gây hại. Hiện tại, Ban Nông nghiệp xã đã chỉ đạo bà con nhân dân phun trừ kép lần 2 sâu cuốn lá nhỏ cho những diện tích lúa mùa chưa trổ bông xong trước ngày 19 tháng 9. Trong vụ này thì tình hình thời tiết nó diễn biến phức tạp, nhưng mà được sự quan tâm của nông nghiệp, Đảng ủy, Ủy ban xã, Ban Nông nghiệp là cán bộ khuyến nông, hợp tác xã khuyến ngư đã tập trung chỉ đạo đôn đốc các hộ sở viên là đến nay dàn lúa của xã Hải Sơn là phải nói là phát triển đồng đều, lúa mùa chung đang trong giai đoạn bỏ mẩy. Về chỉ đạo tập trung trong thời gian tới, trước hết là phải quan tâm đến phòng trừ sâu bệnh để làm sao đảm bảo cái năng suất và đảm an toàn cho dàn lúa vụ mùa, đảm bảo cái năng suất cao. Mặc dù bị ảnh hưởng từ cơn bão số 1 gây hư hại cho dàn lúa, tuy nhiên nhờ sự chỉ đạo hướng dẫn kịp thời của Ban Nông nghiệp xã, nên phần lớn các diện tích lúa mùa năm 2016 của xã Hải Sơn phát triển đồng đều. Xã tiếp tục theo dõi, bám sát đồng ruộng để chỉ đạo bà con chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ an toàn dàn lúa đến khi thu hoạch. Thưa quý vị và các bạn, trong sáng ngày 18 tháng 9 năm 2016, xã Hải Quang tổ chức lễ khai trương trang thông tin điện tử và bàn giao công trình đường trục xã. Về dự tặng hoa chúc mừng có các đồng chí Phạm Văn Chiến, tỉnh ủy viên, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, đồng chí Lưu Thị Nghiêm, thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch hội đồng nhân dân huyện, các đồng chí trong ban thường vụ huyện ủy, lãnh đạo đại diện một số phòng ban của huyện cùng đông đảo công chức, viên chức, bí thư trưởng xóm và con em quê hương xã Hải Quang cũng đã về dự. Thực hiện chủ trương đẩy mạnh ứng dụng phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế của chính phủ, căn cứ đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan của huyện và các xã thị trấn giai đoạn 2015-2020 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 26, Ủy ban nhân dân xã Hải Quang đã ký kết với đơn vị thiết kế website Xuân Thịnh Media xây dựng trang thông tin điện tử của xã tại địa chỉ haiquang.gov.vn. Trang thông tin điện tử xã Hải Quang đi vào hoạt động với mục đích từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xã, tạo bước đột phá trong cải cách hành chính trên địa bàn, phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo, điều hành quản lý của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, giúp quảng bá về lịch sử mảnh đất con người Hải Quang, truyền thống đổi mới trong xây dựng nông thôn mới bền vững và phát triển. Tại buổi lễ khai trương, Ủy ban nhân dân xã Hải Quang đã triển khai kế hoạch hoạt động trang thông tin điện tử, ban hành quy chế hoạt động và công bố quyết định thành lập ban biên tập trang thông tin điện tử xã Hải Quang. Phát biểu chúc mừng tại lễ khai trương, đồng chí Phạm Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, biểu dương chúc mừng xã Hải Quang là một trong những đơn vị đã tiên phong trong việc thành lập trang thông tin điện tử cấp xã. Đồng chí khẳng định, trang thông tin điện tử là kênh thông tin quan trọng giúp người dân có thể tìm hiểu chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương, tiếp cận dễ dàng với những thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại trên thế giới, góp phần thiết thực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương,
nên cần chỉ đạo điều hành và khai thác đạt hiệu quả cao nhất. Tại buổi lễ khai trương trang thông tin điện tử, xã Hải Quang tổ chức bàn giao công trình đường bê tông trục xã dài 1,3 km, chiều rộng 5,5 m, chiều cao 0,25 m, thuộc địa phận từ xóm 14 đến xóm 18. Công trình có tổng vốn đầu tư 2 tỷ đồng do gia đình ông bà Đinh Quang Chiến, người con quê hương Hải Quang tài trợ. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 19 tháng 9 năm 2016, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh huyện Hải Hậu đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 3 là các đối tượng Bí thư, Chủ tịch, Thường vụ Đảng ủy cấp xã, trưởng phó các ban ngành cấp huyện hoặc tương đương, các đồng chí Vũ Ngọc Trường, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Đỗ Thanh Hưng, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh tỉnh đã về dự. Sáng ngày 23 tháng 9, thị trấn Yên Định phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Nam Định tổ chức lớp tập huấn về kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho các hộ sản xuất kinh doanh tại làng nghề bánh kẹo Đông Cường. Làng nghề bánh kẹo ở tổ dân phố số 6, làng Đông Cường cũ, thị trấn Yên Định là làng nghề truyền thống đã có cách đây khoảng trên 100 năm. Toàn làng nghề có 42,7% số hộ với 178 lao động tham gia sản xuất bánh kẹo. Tại lớp tập huấn, 42 hộ sản xuất kinh doanh bánh kẹo của làng nghề đã được đại diện Phòng Quản lý Kỹ thuật An toàn Môi trường Nam Định trực tiếp truyền đạt những kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm với 3 nội dung. Những khái niệm liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, các điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất chế biến, những thực hành đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất. Sau phần học lý thuyết, các hộ tham gia tập huấn sẽ làm bài kiểm tra và được cấp giấy xác nhận hoàn thành lớp học nếu đủ điều kiện. Tiếp đó, Sở Công Thương tỉnh Nam Định sẽ về kiểm tra thẩm định. Nếu các hộ đảm bảo các yêu cầu theo đúng quy định thì sẽ được cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Thông qua lớp tập huấn đã giúp các hộ sản xuất kinh doanh bánh kẹo tại làng nghề Đông Cường hiểu rõ hơn những quy định của nhà nước về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, từ đó sản xuất bánh kẹo đảm bảo theo yêu cầu an toàn cho gia đình và khách hàng, từng bước khẳng định sản phẩm của làng nghề bánh kẹo Đông Cường uy tín, thương hiệu và đứng vững trên thị trường, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách thuế, đồng thời tiếp thu và lắng nghe ý kiến phản ánh của người nộp thuế, sáng ngày 22 tháng 9, Chi cục Thuế huyện Hải Hậu tổ chức hội nghị tập huấn chính sách thuế mới và đối thoại với doanh nghiệp năm 2016 cho giám đốc và kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn toàn huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện Chi cục Thuế huyện phổ biến những điểm mới về thuế có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, gồm luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế. Phần đối thoại, Chi cục Thuế huyện đã nhận được nhiều ý kiến của người nộp thuế đề nghị giải đáp với các nội dung liên quan đến những vấn đề mà người nộp thuế đang quan tâm và đã được Chi cục Thuế giải đáp cụ thể rõ ràng tại hội nghị. Theo đánh giá của Chi cục Thuế huyện, hiện nay hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đã chấp hành tốt việc đăng ký kê khai, nộp thuế điện tử. Hàng kỳ các doanh nghiệp đã chủ động kê khai và nộp hồ sơ khai thuế đúng hạn. Hồ sơ khai thuế đã hạn chế được sai sót. Khi phát sinh số thuế phải nộp, các đơn vị đã chủ động nộp thuế điện tử. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn một số tồn tại như một số đơn vị còn chậm nộp hồ sơ khai thuế. Khi phát sinh số thuế phải nộp, đơn vị chưa chủ động nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước còn để tồn đọng. Vì vậy, Chi cục Thuế huyện yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu các chính sách thuế mới để thực hiện. 100% các doanh nghiệp phải đăng ký kê khai và nộp thuế điện tử, nộp kịp thời số thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước và thường xuyên đối chiếu nợ để có kế hoạch nộp theo quy định. Với tinh thần trách nhiệm cao, hội nghị đã giúp cho các doanh nghiệp người nộp thuế hiểu rõ các quy định khi thực hiện kê khai nộp thuế và các chính sách thuế mới thực hiện trong năm 2016. Sáng ngày 20 tháng 9, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng tại cơ sở năm 2016. Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Lương Ba, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định, cùng các đồng chí lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện, Trung tâm Y tế huyện, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Hải Vân, Hải Nam
và Bảo hiểm xã hội huyện. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, trọng tâm là Bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm y tế hộ gia đình. Hội nghị dành phần lớn thời gian cho việc đối thoại, tư vấn các vấn đề liên quan tới chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở. Nội dung các câu hỏi được đưa ra đều tập trung vào thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, mức đóng khi tham gia, mức giảm trừ khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, những vướng mắc trong quá trình đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, quyền lợi được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Các ý kiến của đại biểu được tổ tư vấn tiếp thu và giải đáp thỏa đáng ngay tại hội nghị. Hội nghị tư vấn đối thoại chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình là hình thức tuyên truyền mang lại hiệu quả cao, có ý nghĩa thiết thực, hướng tới phạm vi đối tượng cụ thể, mang thông tin cơ bản và đầy đủ về chủ trương chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Qua đó giúp nhân dân hiểu đúng tính ưu việt của các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thu hút họ tham gia ngày càng đông. Nhằm bảo vệ an toàn cho đàn gia súc, gia cầm và sức khỏe người dân, từ đầu tháng 9 đến nay, toàn huyện đã triển khai tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu năm 2016. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên. Với phương châm tiêm phòng nhanh gọn, đúng thời gian, đảm bảo an toàn, hiệu lực, đạt kết quả cao, tạo miễn dịch khép kín cho đàn gia súc, gia cầm. Trong tháng 9, toàn huyện đã triển khai tiêm phòng cho 80.000 con lợn, trong đó bắt buộc tiêm chính vụ là 60.000 con. Tiêm phòng bổ sung thường xuyên hàng tháng là 20.000 con, tiêm lở mồm long móng cho đàn trâu bò dê là 1.300 lượt con và tiêm phòng dại cho 100% đàn chó nuôi. Bà con rất chịu mến và đồng thời tiêm đàn lợn vaccine đều đạn hàng năm là hai mùa. Thì tất nhiên là bà con cũng là vừa đảm bảo cái giai đoạn bệnh lý cho bà con và không có xảy ra mà. Nở mong nó móng xanh, tai xanh không có. Sau đợt tiêm phòng chính phủ, hàng tháng các địa phương tiếp tục tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm phát sinh trên địa bàn. Món quà trao tặng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Hải Sơn và Hải Phú tuy không lớn, nhưng đã thể hiện tính nhân văn, lòng tương thân tương ái cũng như tình cảm của kiều bào ta tại Úc. Đặc biệt là gia đình ông bà Huỳnh Thanh Sơn và Huỳnh Thị Hồng Y đối với quê hương. Tại buổi trao quà, xã Hải Sơn cũng đã cảm ơn, ghi nhận tấm lòng vàng của các Việt Kiều đối với quê hương và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của con em xã Hải Sơn đang công tác học tập ở trong và ngoài nước để xây dựng quê hương Hải Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh. Sáng ngày 23 tháng 9, thị trấn Yên Định phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Nam Định tổ chức lớp tập huấn về kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm cho các hộ sản xuất kinh doanh tại làng nghề bánh kẹo Đông Cường. Làng nghề bánh kẹo ở tổ dân phố số 6, làng Đông Cường cũ, thị trấn Yên Định là làng nghề truyền thống đã có cách đây khoảng trên 100 năm. Toàn làng nghề có 42,7% số hộ với 178 lao động tham gia sản xuất bánh kẹo. Tại lớp tập huấn, 42 hộ sản xuất kinh doanh bánh kẹo của làng nghề đã được đại diện Phòng Quản lý Kỹ thuật An toàn Môi trường Nam Định trực tiếp truyền đạt những kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm với 3 nội dung. Những khái niệm liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm, các điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất chế biến, những thực hành đảm bảo an toàn trong quá trình sản xuất. Sau phần học lý thuyết, các hộ tham gia tập huấn sẽ làm bài kiểm tra và được cấp giấy xác nhận hoàn thành lớp học nếu đủ điều kiện. Tiếp đó, Sở Công Thương tỉnh Nam Định sẽ về kiểm tra thẩm định. Nếu các hộ đảm bảo các yêu cầu theo đúng quy định thì sẽ được cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm. Thông qua lớp tập huấn đã giúp các hộ sản xuất kinh doanh bánh kẹo tại làng nghề Đông Cường hiểu rõ hơn những quy định của nhà nước về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, từ đó sản xuất bánh kẹo đảm bảo theo yêu cầu an toàn cho gia đình và khách hàng, từng bước khẳng định sản phẩm của làng nghề bánh kẹo Đông Cường uy tín, thương hiệu và đứng vững trên thị trường, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, đến thị trấn Yên Định hỏi về làng nghề bánh nhãn, bánh kẹo Đông Cường nổi tiếng với đặc sản bánh nhãn thơm ngon thì hầu như ai cũng biết. Nhưng đằng sau đó là cả quá trình vất vả và nhiều công phu của những người thợ làm bánh thì không phải ai cũng biết đến. Đặc biệt là khâu vo viên bánh nhãn chiếm khá nhiều thời gian và công sức của những người thợ làm bánh nơi đây.
với mong muốn người dân trong làng đỡ vất vả và vẫn phát triển kinh tế từ nghề làm bánh nhãn. Ông Vũ Xuân Thọ ở tổ dân phố số 7 thị trấn Yên Định đã tự mày mò kế thừa những kinh nghiệm của người đi trước, đã chế tạo ra chiếc máy vo viên bánh nhãn và vo viên thuốc bắc. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông, trước đây bản thân ông với đủ nghề để kiếm sống. Học hết lớp 12, ông theo anh em vào Nam lập nghiệp, từ nghề làm thợ dệt, rồi lại quay về quê hương nối nghiệp và giữ nghề làm bánh nhãn của gia đình. Trong quá trình hơn 10 năm làm nghề, ông thấy công việc làm bánh tốn khá nhiều công sức trong việc viên những chiếc bánh nhỏ thủ công bằng tay lại không đều và đẹp mắt. Cũng từ đó, cái khó ló cái khôn. Trong suy nghĩ của ông mới nảy ra ý tưởng làm thế nào để có chiếc máy viên được như bàn tay con người mà phải tạo ra được nhiều viên bánh chỉ trong một thời gian ngắn. Dựa theo nguyên lý hoạt động của máy dệt mà trước đây ông đã từng gắn bó với nó nhiều năm, nghiên cứu động cơ hoạt động của bánh răng và chiếc đồng hồ cơ vì sao chạy nhanh chạy chậm, đúc rút kinh nghiệm và học hỏi từ người chú là ông Nguyễn Văn Trụ ở khu 6 làm nghề cơ khí. Từ năm 2004, sau 4 năm ròng rã mày mò lắp ráp thử nghiệm, đã có nhiều lúc phải bỏ đi vì không thành. Cuối cùng, sau nhiều thất bại, ông đã cho ra đời chiếc máy vo viên bánh nhãn và viên thuốc nam thành công, đảm bảo được quy định kỹ thuật. Tôi mới nghĩ rằng làm ra một cái máy để đỡ công nhân lao động. Thế nên là sau khi đó cũng sau mấy năm thì tôi mới thành công được. Thế nên đến hôm nay cũng nhiều người họ sử dụng. Hiện tôi còn có những người họ gần đấy, từ những cái ngày đấy là coi như là họ tìm đến, họ đặt những cái đơn đặt hàng như là làm máy viên thuốc bắc. Thế nên từ ấy tôi cũng mân mò là tôi phục vụ cho khách hàng mà họ cũng thấy có hiệu quả, nên hiện tôi đang sản xuất. Khó khăn ban đầu ấy thì đúng là cứ mỗi một ngày là tôi nghĩ ra, hay là một tuần tôi nghĩ ra một cái công đoạn của một cái máy thì tôi thực hiện. Tôi là không làm nghề thợ tiện thì tôi phải đi nhờ người ta tiện, nhiều khi nó cũng không được ý nên lại phải đi tiện lại. Theo nhu cầu của khách hàng thì gần đây họ tìm đến thì họ có những người họ thích làm cái loại bánh rất to, có những người họ thích là hay là cái loại hay là thuốc rất là to, có thể đường kính của nó tới 1/2, nhưng mà có những người họ lại chỉ làm độ đường kính của cái thuốc đấy chỉ có 6 ni thôi, 0.6, cho nên là bây giờ mình làm theo những người họ đặt hàng như nào thì tôi làm. Nhìn hoạt động của chiếc máy thì có vẻ rất đơn giản, nhưng để tạo ra chiếc máy này lại vô cùng phức tạp. Nhất là đối với người không được học qua trường lớp, thì mọi việc đều phải tự tìm hiểu và tính toán vòng quay của bánh răng và động cơ điện sao cho tốc độ viên bánh hay viên thuốc phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng yêu cầu. Giá mỗi chiếc máy bán ra thị trường khoảng 18-20 triệu đồng. Trong khi đó, chi phí mua vật liệu cơ bản để lắp ráp và chế tác đã mất khoảng 12 triệu. Trong vòng một tháng mới làm được một chiếc máy hoàn chỉnh. Vì vậy, để giảm bớt chi phí trong sản xuất, ông đã cố gắng tìm mua lại những nguyên liệu như bánh răng, tận dụng những phụ tùng còn tốt từ những chiếc xe máy cũ. Vì vậy, rất nhiều khách hàng đã tìm đến để mua vì giá cả hợp lý, được bảo hành sửa chữa lâu dài. Tôi làm cho anh Thọ mới được 2 năm. Anh Thọ hiện nay là người nông dân, sáng tạo ra cái máy làm bánh nhãn. Bánh nhãn bây giờ anh sửa đổi ra là làm máy viên thuốc. Họ đến đặt hàng của anh rất hiệu quả. Chiếc máy làm việc trung bình bằng 7 thợ lành nghề. Hơn nữa, viên bánh và viên thuốc bắc lại rất đều và đẹp mắt, đảm bảo đúng kỹ thuật, chất lượng bánh vẫn đảm bảo thơm ngon. Giờ đây, việc làm bánh nhãn của bà con trong vùng đã trở lên khá thuận tiện và đảm bảo nhu cầu ngày càng cao của thị trường. Thời gian gần đây có nhiều người biết đến ông và đặt mua. Ông đã bán được khoảng trên 30 chiếc máy viên bánh nhãn và vo viên thuốc bắc như thế này. Trong những năm qua thì Đảng bộ nhân dân thị trấn Yên Định tập trung đánh chỉ đạo để phát triển cái làng nghề truyền thống. Ban đầu thì người dân người ta sản xuất là bằng thủ công, thì
cái hộ bác Thọ, bác ấy cũng là cái nghề gia truyền của gia đình trong cái việc sản xuất bánh nhãn bằng thủ công. Cái máy là nó thay cái nhân lực là bằng vo bằng tay, bằng lao động thủ công sang bằng máy thì cái năng suất nó, chất lượng của bánh nó tốt, nó đều, nó đẹp và nó vẫn giữ nguyên được cái hương liệu, cái chất liệu của cái bánh nhãn. Và hiện nay cái làng nghề này thì Đảng bộ nhân dân thị trấn Yên Định đã động viên bà con nhân dân rồi là làm các cái thủ tục và đang đề nghị cùng với Sở Khoa học Công nghệ của tỉnh Nam Định và Sở Y tế Nam Định là sẽ là công nhận cái thương hiệu cho cái làng nghề sản xuất bánh nhãn này. Với ông Vũ Xuân Thọ, tác giả chiếc máy, sự thành công không tính bằng số lượng máy bán ra thị trường. Niềm vui lớn nhất được đo bằng sự hài lòng từ những người khách hàng của mình. Ở đó, giá trị của những sản phẩm làm ra từ chiếc máy được nâng cao thêm bằng thứ dinh dưỡng mới, đó là chất xám của chính những người nông dân bình dị như ông. Đặc biệt, niềm vui của ông được nhân lên vì chiếc máy này đã góp phần thiết thực giúp người dân thêm yêu và giữ làng nghề truyền thống quê hương. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.